Một
người anh hùng trong lòng dân tộc. Vậy thì cái hình ảnh của bác Võ Nguyên Giáp ở trong đời sống hàng ngày với vai trò là một người cha thì như thế nào ạ? Thời Điện Biên Phủ là thế hệ chúng tôi mới sinh ra trước và sau Điện Biên Phủ và lớn lên trong chống Mỹ. Thì nếu mà để nói về đại tướng trong nhà mà nói về Điện Biên Phủ thì không nhiều. Tất nhiên có nhiều chi tiết nhưng mà nó phổ những cái mà nó là rất là biểu bổ. Thế còn mình thì kỷ niệm mình nhớ là cái kỷ niệm rất là sâu sắc trong chống Mỹ là thường thì đại tướng đi công tác, đi đơn vị hoặc đi vào trong tuyến lửa thì bao giờ cũng cho các con nào có thể đi cùng, mà tôi là đi nhiều nhất, tôi Hồng Nam. Thì mình nhớ một cái chuyến đi năm Tết năm 1966 là đi vào tuyến lửa, đi qua Ninh Bình rồi Thanh Hóa, Đò Rèn rồi vào trong tuyến, tất cả các cầu thì đều bị tan hết, mà đi buổi đêm, xe thì bật đèn cầu. Nhưng mà xung quanh là mình nhớ rất rõ là nó in vào đầu là dưới ánh trăng thì dưới ánh sáng buổi đêm thì xung quanh không có một cái gì cả,